Liên quan đến vụ bé trai 4 tuổi bị viêm ruột nhập viện và tử vong, ngày 1 tháng 11, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Nam cho biết đã chỉ đạo các phòng chức năng, Bệnh viện Phụ sản Nhi Quảng Nam báo cáo vụ việc liên quan. Cùng ngày, gia đình đã tổ chức đám tang cho cháu D, 4 tuổi, trú thôn Dương Đàn, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Ba mẹ cháu bé là anh Võ Văn Diệu và chị Vũ Thị Thúy Loan thẫn thờ, đau xót sau cái chết của con. Muốn con hỏi thắng là bệnh chi để nó đây mà ra bên bệnh viện Nhi mà chở con xuống đó mà cái bị viêm đường ruột mà đang để con nó đây. Con sẽ đều bị virus gì đó xâm nhập về nhà, nó là không hiểu được. Nó là không biết nó là đó là con gái được. Làm việc với phóng viên, bác sĩ Huỳnh Thị Thanh Thúy, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc và bệnh lý sơ sinh của bệnh viện cho biết, đây là sự cố rất đột ngột, bệnh viện chia sẻ nỗi đau của gia đình cháu bé. Đến khoảng 8 giờ 50 thì em bé diễn biến mệt và sau đó là lơ mơ, thì được chuyển lên khoa hồi sức tích cực. Vô lý thì khoa hồi sức tích cực chống độc và nhận bệnh thì em bé tình trạng là bắt đầu xuất hiện ngưng tim ngưng thở, và khi đó hồi sức là em bé còn 1 tiếng sau thì thành công. Em bé mất lúc 10 giờ 10 phút của ngày 31 tháng 10. Là không phải tất cả mọi thứ đều để được, đặc biệt là những bệnh virus. Cái bệnh virus qua đường ruột á, có một số phần trăm, khoảng 5% á, là nó tấn công đi cơ tim, và em bé là chẩn đoán cuối cùng của nguyên nhân tử vong là viêm cơ tim thể tối cấp, đã có xét nghiệm hỗ trợ là có vấn đề là tổn thương cơ tim, và cái chẩn đoán cuối cùng của em bé là viêm cơ tim thể tối cấp và em bé mất về đó. Cho nên người nhà đã được giải thích rồi, nhưng mà giờ cứ băn khoăn trong cái đầu vô vì sao viêm ruột mà lại tử vong, là cũng có tư vấn cho nhiều người trong gia đình, ít là 6 người. Bố mẹ thì có thể lúc đó là rất là đau lòng, cho nên họ chưa tiếp nhận được những cái thông tin đó. Thì có hồi nãy như mình nói là một giới hạn của y khoa, những diễn biến mà ngồi sức tưởng tượng vào cái tầm kiểm soát.